Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an toàn giao thông trong khoảng thời gian trước, trong và sau Tết Tân Sửu 2021, các ngành chức năng đã có những chỉ đạo sát sao và quyết liệt trong việc xử lý vi phạm về tốc độ, lạng lách, đánh võng, chạy sai phần đường, làn đường, quá nồng độ cồn, nhất là các phương tiện xe khách và xe tải. Cuối năm là thời điểm thường xảy ra bất trật tự an toàn giao thông do mật độ phương tiện gia tăng, tình trạng chở hàng hóa quá tải, xe nhồi nhét hành khách trên các chuyến xe cũng có dấu hiệu gia tăng. Để kịp thời kiểm soát tình hình, các lực lượng chức năng đã đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải trên địa bàn. Đặc biệt là tình trạng xe khách thường xuyên dừng đón trả khách dọc đường và ngoài bến xe. Để đảm bảo hoạt động vận tải hành khách được an toàn thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, các đơn vị vận tải hành khách bố trí phương tiện có đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật, bố trí lái xe và nhân viên phục vụ trên xe đủ số lượng điều kiện theo quy định và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách đi xe. Để phục vụ cái dịp Tết Nguyên đán, doanh nghiệp Thành Công chúng tôi cũng chuẩn bị 100% về phương tiện và cũng đã lên kế hoạch để tăng cường để phục vụ bà con đi lại trong dịp Tết Nguyên đán này. Bây giờ vẫn còn nhiều cái loại hoạt động xe dù, bến cóc là hoạt động cũng làm rất ảnh hưởng đến các doanh nghiệp. Doanh nghiệp thì có kiến nghị với cơ quan chức năng là trong cái Tết Nguyên đán này cũng dẹp cái xe dù bến cóc. Dịp cuối năm, nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa tăng cao, tình trạng chạy nhanh, vượt ẩu, lấn tuyến dẫn đến nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn không hề tránh khỏi. Qua thống kê của cơ quan chức năng, các vụ việc đáng tiếc xảy ra do một số tài xế xe khách, xe tải chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu, đi sai phần đường, tránh vượt sai quy định. Đây là những hành vi mà lực lượng chức năng kiên quyết xử lý. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán, đội cảnh sát giao thông đã tăng cường 100% quân số và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, tăng cường xử phạt các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, chở quá số người quy định ở trên đối với xe khách và với phương tiện chở quá khổ quá tải. Việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông càng được siết chặt thì ý thức của người điều khiển phương tiện sẽ được nâng lên. Khoảng thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng đột biến. Lực lượng chức năng trên toàn tỉnh đã xây dựng phương án tuần tra để tiếp tục đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Bên cạnh đó, mỗi người điều khiển phương tiện hãy luôn tuân thủ luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho chính mình và mọi người cùng lưu thông trên đường. Tiếp theo là phần hướng dẫn lái xe an toàn. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn đến với video hướng dẫn tư thế lái xe an toàn. Một tư thế ngồi chuẩn giúp người lái điều khiển một cách chính xác và thuận tiện trước các tình huống bất ngờ, cũng như giảm thiểu mệt mỏi cho những cung đường xa. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu. Để có một tư thế lái xe an toàn, chúng ta cần chú ý 5 điểm sau. Điểm thứ nhất, hông. Ngồi xuống ghế một cách chắc chắn, không để khoảng trống nào giữa hông của bạn và ghế xe. Điểm thứ hai, phần chân. Điều chỉnh ghế ngồi sao cho đầu gối phải hơi gập một chút sau khi đã đạp phanh hết cỡ đối với số sàn. Chân trái cũng gập lại một chút sau khi đã đạp côn hết cỡ. Với số tự động, đặt chân trái lên bàn đỡ. Tiếp đến là điểm thứ ba, phần lưng. Giữ cho giữa lưng tiếp xúc với tựa lưng của ghế xe. Sau đó, chúng ta đi đến điểm thứ tư, phần tay. Đặt hai tay lên vị trí cao nhất của vô lăng, sau đó di chuyển hai tay về phía 3 giờ và 9 giờ, sao cho khuỷu tay của bạn hơi gập một góc 120 độ. Nếu trục tay lái có thể điều chỉnh được thì hãy điều chỉnh độ cao của trục tay lái. Ngoài ra, có thể điều chỉnh độ cao của ghế sao cho tầm quan sát được tốt nhất. Phần cuối cùng là điểm thứ 5, phần đầu. Điều chỉnh tựa đầu của ghế sao cho tai của bạn cao ngang với điểm giữa của tựa đầu. Vâng, và vừa rồi tôi vừa hướng dẫn quý vị và các bạn làm thế nào để có một tư thế lái xe an toàn. Chúc quý vị luôn chọn cho mình một tư thế ngồi chuẩn. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. power of dreams. The power of dreams. Honda CR-V mới khơi dậy mọi giác quan cùng công nghệ an toàn tiên tiến Honda Sensing để bạn tự tin chạm đến thành công. Honda CR-V mới khai phá giác quan thứ 6. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục an toàn giao thông do Phòng Thời sự, Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn công ty Honda Hưng Yên Phú Hiến đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt.